Để bố thay tã cho con nhé. Ui giời, con gái con đứa gì mà cẩu ghê thế. Mẹ mày vắng nhà là cứ rối tung rối mù lên, trông con vất thật. Lát nữa không biết là xin ở đâu sữa cho mày đây. Này Ngao ơi, ở nhà trông nhà mẹ đi ngồi lê tí nhá. Ai khiêng mất nhà mà phải trông, mà mẹ ngứa chân hay sao mà suốt ngày đi thế hả? Tao lại sắp ngứa cả tay đến nơi rồi đây. Xích gần lại đây mẹ bảo. Mẹ bảo gì con? Đi đâu kệ mẹ tao. Dạ, tưởng bảo cái gì? Ngồi nhà ngứa mồm lắm. Vợ chồng chúng mày có bao giờ chuyện trò với mẹ đâu. Ngồi lê đôi mách, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Mẹ nhìn lại cái quần của mẹ xem, ngồi lê đến mức như thế kia thì cũng lạy rồi. Kệ mẹ tao. Mày đi nát nhà từ sáng tới khuya, sớm tu bia chiều rượu chè, đêm về thì ngáy be be, lẩm bẩm rồi tè ra chăn. Ai nói gì mày? Xin đâu được sữa cho em bé của bố bây giờ. Chú ơi, cho tôi xin ít sữa cho cháu. Tôi đàn ông đi đâu ra sữa mà xin, đi tìm ông Thọ mà xin. Ừ nhỉ, người đàn ông duy nhất trên thế giới có sữa là ông Thọ. Bới đâu ra ông Thọ bây giờ? Uống gì anh ở đây giờ này để em tâm sự tỏ bày con tim. Gặp anh là mắt em cứ lim dim. Chào cụ. Cụ không phải ước đâu. Anh Sáu Tấm sắp ghé thăm rồi. Lúc đấy không phải là mắt lim dim nữa đâu, mà là nhắm luôn đấy. Ông ơi, con ăn cái gì mà thở ra thối bẩy gian nhà thế con? Không phải cháu rủa, tuổi già ai mà chẳng phải đi gặp anh Sáu Tấm. Mà cụ đi đâu thế này? Tối qua nhà con hến chơi, buôn dưa lê bán dưa chuột một chút cho đỡ buồn. Vậy cho cháu đi cùng nữa, cháu cũng thích buôn. Đi thôi cụ. Nói bảo mê tín chứ, nếu không có cái tổ truyền thông của cụ cháu mình thì cái làng này mù thông tin hết. Dù là chuyện nhỏ chuyện to, ai hé răng một cái là cả tổng cả lò biết ngay. Đi nhanh lên. Chào bác Sò. Chào chú Sò. Cô Hến có nhà không chú Sò? Cụ đấy à? Cụ sang chơi. Nhà cháu hôm nay lại đi làm. May quá có cô Ốc sang đây rồi. Cho cháu nó ti một tí. Mẹ vắng nhà, cháu nó đang khát sữa. Em đã có chồng có con đâu mà có sữa. Thì cô cứ cho cháu nó nhai một tí cho đỡ nhớ. Thằng người yêu em nó xí phần rồi, trẻ con không được nhai đâu. Nhai nhỡ sữa nó về thì sao? Trẻ con không được nhai thì cho người lớn nhai nhé. Nào, nào. Bác Hâm nó vừa thôi, tìm ai có chồng mà cho cháu nó ti đi. Có chồng à? Cụ cho cháu nó ti một tí nào. Cụ có chồng rồi còn gì? Của tôi dài tới rốn thắt nơ rồi, sữa đâu mà ti. Tì mãi rồi nó khác da, như kiểu là vỏ chanh, vắt rồi vắt lại vẫn còn một tí đấy. Méo mó có hơn không, cụ giúp cháu với. Tao lấy đâu được sữa mà bố con mày đuổi tao như là đuổi tạ thế. Ôi trời ơi. Cụ ơi, cụ cứ để cháu vắt thử xem. Hàng họ của tao chứ vỏ chanh đâu mà bố con mày đòi vắt.
Ôi giời, ôi giời. Vợ vắng nhà, trông con còn vất hơn cả đi cày.